Ngày 8 tháng 10, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xác minh báo cáo sự cố y khoa sản phụ sau sinh mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng mới đây. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh này thành lập hội đồng chuyên môn xem xét quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ ca hiền theo quy định, thông báo kết luận tới gia đình sản phụ, các cơ quan truyền thông đại chúng, đồng thời gửi báo cáo Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 10. Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng xử lý nghiêm các tập thể cá nhân nếu phát hiện có sai sót về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp. Trước đó, sản phụ ca hiền nhập viện ngày 15 tháng 9 trong tình trạng vỡ ối. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân và thai nhi có dấu hiệu bất thường nên quyết định mổ lấy thai. Ngày 19 tháng 9, chị ca hiền và bé gái sơ sinh nặng 2,4 kg được xuất viện về nhà. Đến ngày 21 tháng 9, Chị Ca Hiền nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng khó thở, phù chi dưới, huyết áp khó đo. Bệnh nhân sau đó rơi vào trạng thái hôn mê, bụng trướng, bầm tím vùng hạ vị, vết mổ dọc giữa bụng căng và tím. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội trần toàn viện, mổ cấp cứu. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Đến 18 giờ ngày 26 tháng 9, chị Ca Hiền hôn mê sâu. Theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trong ngày 26 tháng 9, bệnh viện giải thích tình trạng bệnh nặng của chị Ca Hiền cho người thân và hoàn tất thủ tục để người thân đưa bệnh nhân về nhà theo nguyện vọng. Trong ngày 26 tháng 9, chị Ca Hiền đã tử vong. Bệnh viện chẩn đoán do bệnh nhân Ca Hiền bị choáng mất máu, suy đa cơ quan và sốt xuất huyết Dengue ngày 9, theo dõi suy giáp, được biết chị Ca Hiền là nhân viên y tế có tiền sử suy giáp gia đình sản phụ ca hiền đề nghị bệnh viện niêm phong bệnh án cho gia đình sao lưu bản án sản phụ để gửi cơ quan điều tra đại diện gia đình bày tỏ chúng tôi mong muốn bệnh viện làm rõ có sự sai sót hay tắc trách gì trong trường hợp này hay không mà tình trạng ca hiền lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy hiện gia đình đã lo hậu sự cho chị ca hiền và chờ câu trả lời chính thức từ bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng và các cơ quan chức năng liên quan Liên quan đến phản ánh sinh viên phải ăn lại đồ thừa, thức ăn xuất hiện dị vật lạ, sáng ngày 8 tháng 10, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết bà lãnh đạo đã kiểm tra công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của tân sinh viên đang học quốc phòng, đồng thời học các bên liên quan để làm rõ thông tin. Đại diện trường thông tin, qua kiểm tra đoàn công tác ghi nhận một số phản ánh là đúng sự thật. Đơn vị cung cấp suất ăn tại nhà ăn A15 của khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đưa ra các giải thích, nhưng chưa đủ thuyết phục như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm, chưa có ca ngộ độc thức ăn nào, nhân viên mới không nắm được quy định. Trung bình mỗi ngày nhà ăn của khoa giáo dục quốc phòng và an ninh phục vụ khoảng gần 2.000 suất ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng với mức giá 85.000 đồng trên một ngày cho 3 bữa. Đại học Bách khoa Hà Nội đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, chuyển sang đơn vị khác đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vị đại diện cũng nhấn mạnh, chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên. Nhà trường sẽ tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời trường sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý triệt đề việc sinh viên phản ánh. Trước đó, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh về chất lượng bữa ăn trong hai tuần học giáo dục quốc phòng không đảm bảo các sinh viên nói nhiều lần phát hiện ra dị vật như rán trong thức ăn. Không những vậy, cơm và canh thừa của mỗi bàn cũng sẽ được gom lại, đổ chung vào nồi để tiếp tục chia cho những người đến sau. Theo quy định, sinh viên năm nhất của trường đều phải học giáo dục quốc phòng và an ninh. Mức chi phí ăn ở tập trung trong vòng 2 tuần là hơn 1,6 triệu đồng trên một sinh viên. Nhiều sinh viên bức xúc về việc làm của bếp ăn Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngày 7 tháng 10, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã có kết luận và chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hồ sơ vụ việc thanh tra công tác tài chính, quản lý, sử dụng ngân sách tại trường trung học phổ thông Quang Trung, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận từ năm 2017 đến năm 2021, làm thất thoát tiền và có dấu hiệu tội phạm. Theo kết luận thanh tra, ông LQBT, nguyên thủ quỹ trường trung học phổ thông Quang Trung, khi bàn giao quỹ cho thủ quỹ mới, đã kê khai số tiền bàn giao thấp hơn 180 triệu đồng từ năm 2004 đến năm 2018. Đến đầu năm học 2018-2019, ông T không bàn giao đầy đủ cho thủ ký mới, dẫn đến việc ông T còn giữ hơn 200 triệu đồng của nhà trường. Đến tháng 2 năm 2020, vợ chồng ông T đã khắc phục nộp lại 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trường Trung học phổ thông Quang Trung kiểm tra thì số tiền này là nộp các khoản thu của nhà trường, không phải là nộp khắc phục. Tiếp đến Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận phát hiện ông LAT, giáo viên của trường Trung học phổ thông Quang Trung đã tạm ứng 140 triệu đồng của trường để thi công xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình tại đơn vị nhưng để quá lâu không thanh toán. Vào năm học 2018-2019, ông LAT thu các khoản tiền của học sinh lớp mình chủ nhiệm rồi chiếm dụng, không nộp lại cho nhà trường. Ngoài ra, còn có ông TVT là giáo viên cũng thu các khoản tiền từ học sinh năm học 2021-2022 không đúng chức trách nhiệm vụ đã chiếm dụng tiền của nhà trường không nộp lại cho thủ quỹ. Tại kết luận thanh tra sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận cũng nêu trách nhiệm của nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quang Trung không theo dõi kiểm tra giám sát dẫn đến những vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngày 3 tháng 10. Thanh tra thành phố Phan Thiết cũng đã chuyển vụ việc sai phạm tài chính từ năm 2020 đến năm 2022 tại trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân, phường Hàm Tiến sang cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Phan Thiết để điều tra dấu hiệu của tội phạm. Các sai phạm về tài chính tại trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân lên đến hàng trăm triệu đồng và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý tin báo đang điều tra làm rõ. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã có thông báo về kết quả kiểm tra công tác quản lý, thu chi tài chính tại trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân. Chỉ đạo thanh tra thành phố chuyển hồ sơ vụ việc sang công an thành phố Phan Thiết và giao phòng nội vụ tham mưu chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân sai phạm. Đến nay, trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân đã kiểm điểm các cá nhân có liên quan về những sai phạm theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết. Theo đó, thi hành kỷ luật ông Lê Đình Xuyên, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thủ Khoa Huân bằng hình thức khiển trách. Kỷ luật bà Lê Thị Biên, nguyên nhân viên thư viện kiêm thủ quỹ bằng hình thức khiển trách. Kỷ luật bà Hồ Thị Xuân Thủy, nguyên kế toán trường bằng hình thức khiển trách. Ngày 8 tháng 10, thông tin từ công an thành phố Hà Nội, công an quận Long Biên đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó ngày 2 tháng 10, Công an phường Đức Giang quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của bà M, sinh năm 1974 ở huyện Gia Lâm Hà Nội về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Theo đơn trình báo, chị M có quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò, nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng. Sau đó đối tượng đã tiếp tục hẹn đến nhà để dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị M. Nên tổ công tác công an phường Đức Giang đã bắt giữ đối tượng đang nhận 30 triệu đồng của chị M. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú Trung Văn, Nam Từ Liêm Hà Nội, nghề nghiệp tự do. Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, dụng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M. Thấy chị M nhẹ dạ cả tin, nên đối tượng đã tự nhận mình là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M hiện công an quận Long Biên thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Sáng ngày 8 tháng 10, công an huyện Trợ Gạo tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Võ Tấn Phương, sinh năm 1982, ngụ thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi gây tai nạn làm chết người và bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo kết quả xác minh ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 10, ông Võ Tân Phương sinh năm 1982, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 63A 01038 lưu thông trên quốc lộ 50 hướng Gò Công Mỹ Tho. Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 63K43341 4 lưu thông hướng ngược lại do anh Huỳnh Thiên Phờ sinh năm 2007 ngụ huyện Chợ Gạo chờ người ngồi phía sau tên Phan Thị Kim Ngờ sinh năm 2007. Sau khi va chạm, ô tô này tiếp tục tông vào xe mô tô mang biển kiểm soát 63B8 64239 do Huỳnh Quốc Phong, sinh năm 1987, ngụ huyện Gò Công Tây, chở con là Huỳnh Ngọc Y sinh năm 2015 và Huỳnh Ngọc Thiên Ca sinh năm 2018 đang đậu trên lề đường. Hậu quả, vụ tai nạn làm nạn nhân Huỳnh Ngọc Thiên Ca tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Phương là 0,416mg trên 1 lít. Theo cơ quan công an, phương hiện là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện gò công tây tỉnh tiền giang